quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Lúc đó là mới tỏ tình, nhận lời được là mình không dám hôn, và lại đứng ngay không chừng, nó sợ nhiều chuyện. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời. Các bạn tự giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào chị Cát Tường, danh Quang Bảo, em tên là Minh Khang và đây bà xã của em Minh Anh. Em đến từ Đồng Tháp và Cần Thơ. Đây em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang làm nghề kim hoàng. Còn em? Dạ còn em thì em đang học bên make up. Rồi tình cờ là hai bạn gặp nhau làm sao? Duyên nào? Lúc đó là ở Đồng Tháp, tụi em là cộng đồng LGBT, là tổ chức cuộc thi dành cho người chuyển giới nữ. Thì Minh Anh là một trong những thí sinh đó, còn em là nằm ban ở ban giám khảo. Em làm gì mà em vô ban giám khảo ghê vậy? Tại vì hiện tại thì em là đại diện chuyển giới nam của Đồng Tháp. Em là chuyển giới nữ, có nghĩa là từ nam mình chuyển sang nữ. Dạ. Còn bên đây là nữ chuyển sang nam. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em là trước. Dạ, em là rồi. Trước rồi, em định hình trước rồi nên em chấm thi bên này. Dạ đúng rồi. Hay quá. Rồi giám khảo chấm thi xong cái hốt thí sinh luôn hả? Dạ không ạ. Sau 2 tháng hơn rồi mới bắt đầu là có những tin nhắn đầu tiên thôi. Chứ lúc đó gặp nhau chỉ nói chuyện trong chương trình thôi chứ ngoài ra là không có nói chuyện. Ấn tượng của hai bạn dành cho nhau trong cái lần gặp đầu tiên là như thế nào? Em ấn tượng như thế nào về bạn gái của mình? Thật ra lúc đó em đã có bạn gái rồi. Thì em đến đó là xong công việc của em thôi. Chứ em cũng không có quan tâm tới và không có cái ấn tượng nào hết. Ngay cả kết bạn Facebook em cũng không kết bạn với thí sinh nữa. Sau đó 2 tháng mấy rồi thì cái mới kết bạn ở Facebook. Lúc đó là chia tay bạn gái rồi đăng những cái status buồn này kia. Lúc đó Minh Anh mới vô là an ủi, có nhắn tin hỏi thăm này kia thì bắt đầu mới có liên lạc từ lúc đó. Thế mình anh có ấn tượng gì với lại Khang không? Dạ lúc đầu thì em cũng không có ấn tượng gì về ảnh nữa. Khi sau khi mà cuộc diễn ra thì mọi người có tổ chức đi ăn. Dạ tới lúc đó thì mới biết ảnh là người chuyển giới nam. Vậy lúc đầu là em không dạ, biết lúc luôn. Đầu là em hoàn toàn không biết. Thế là lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Khi mà em biết thì em rất là bất ngờ. Nhưng mà em có để có thích ảnh chưa? Có để ý ảnh gì chưa? Dạ chưa. Vẫn chưa luôn. Dạ. Vậy thì tới bao giờ là hai bạn mới bắt đầu là có thích nhau và ai là cái người là bật đèn xanh trước, chủ động trước? Mình ăn với em trước, rồi mới thấy em thất tình, rồi mới vô an ủi, dạng hỏi thăm này kia. Thì lúc đó giống như buồn thì có người hỏi thăm, có quan tâm thì cũng nói chuyện, tâm sự rồi đã buồn này kia thôi. Chứ cũng không có nghĩ là sẽ quen. Nhưng mà gần 10 ngày trời thì hoàn toàn Minh Anh dành toàn thời gian ngoài việc đi học đi múa. Thì dành hết thời gian cho em, cứ đi học, đi múa về là gọi điện, gọi video call là xuyên suốt. Ngay cả lúc em ngủ, Minh Anh cũng thức để canh em ngủ rồi đó, qua điện thoại. Canh em ngủ qua điện thoại, chính vì vậy nên em mới xúc động, rồi là mới quen. Tại trước khi đó là khi chia tay thì em có tí xíu suy nghĩ không tốt, là em muốn tự tử. Thì Minh Anh lại sợ em có tiếp tục suy nghĩ đó, cho nên là lúc nào tối về Minh Anh cũng gọi video call. Để đó khi nào em ngủ say, sáng Minh Anh 6 giờ đi học thì lúc đó Minh Anh mới tắt điện thoại mới đi. Ai đã tỏ tình đâu, rồi lúc nào mới là tỏ tình? Nhắn tin qua lại khoảng 10 ngày. Thấy cô này tốt quá. Em mới nói là anh không muốn em làm em gái bình thường của anh nữa. Anh muốn em làm một cái gì đó trong cuộc đời của anh. Thì lúc đó Minh Anh mới nói thôi bây giờ khuya rồi anh ngủ đi. Cái Minh Anh tắt máy ngang thì 2 ngày là mất liên lạc. Em mới không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Em cũng không nghĩ là Minh Anh tránh né cái vấn đề em nói. Em chỉ nghĩ là Minh Anh có gặp sự cố gì không. Em tan ca ra thì chỉ nghỉ được 3 tiếng trưa. Em mới chạy viết xuống dưới. Rồi em gặp Minh Anh thì lúc đó là chạy đi chạy về là hơn 4 tiếng. Lúc đó em làm trễ cũng bị la nữa. Thì xuống dưới để gặp, để hỏi, nói chuyện. Thì lúc đó em trong thời gian em tỏ tình luôn. Thì trong vòng của bạn khoảng 25 phút. Mà sao lúc đó tự nhiên em thích ảnh, em chăm sóc ảnh, rồi em canh ảnh ngủ nữa. Mà lúc anh tỏ tình thì em im re vậy? Em im luôn là sao? Lúc mà em không có nghĩ, dám nghĩ đến cái chuyện mà anh lại tỏ tình với mình. Bởi mà khi anh tỏ tình thì em rất là bất ngờ, rất là sốc. Rồi sốc có tự nhiên rồi im luôn rồi trốn luôn. Người ta sợ, người ta ngại. Rồi khi mà gặp ảnh lúc mà anh chạy xuống dưới đó rồi em cảm thấy như sao? Em rất là vui. Là 25 phút sau thuyết phục là đồng ý luôn. Dạ. Là quen nhau luôn. Hai bạn có nhớ cái nụ hôn đầu tiên như thế nào không? Đó luôn hay là lúc nào? Không, lúc đó là mới tỏ tình, nhận lời được là mọi người không dám hôn. Và lại đứng ngay cổng trường nữa, sợ hiệu trưởng. Lúc đó là đang học cái gì cưng? Dạ lúc đó em đang học phổ thông. Đang học 11. Cái gì? Là năm nào? Mấy ngoái tuổi vậy chứ giờ năm nay em lại nhiêu tuổi? Năm nay 18 tuổi. Mới 18 tuổi hả? Trời đất ơi. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 23. Rồi sau đó là 4-5 ngày sau là Minh Anh mới có cái show diễn ở phường Hưng Lợi của Cần Thơ. Mới âm thầm em xin nghỉ làm sớm. Về cái em đứng sau cánh gà, em mua hoa, cái đợi diễn xong cái vô phòng hứa độ, cái thấy em đứng, ủa
đi đâu vậy? Tự nhiên sao ở đâu đây vậy? Thì mới mừng vừa cũng vừa khóc. Xong tối mới đưa về nhà mà không dám đưa tới nhà nữa. Cái không chịu đi vô nhà, mới bước hai ba bước cái em thì định đó là để đi coi đang quẹo vô đâu đang biết nhà luôn. Cái em cũng đứng lại, cái thấy đi hai ba bước cái con nhào lại ôm em khóc. Cái lúc đó cái tự hôn. Rồi có kỷ niệm gì đáng nhớ trong tình yêu của hai bạn nữa không? Kỷ niệm mình đáng nhớ nhất là cao đám nói một tuần và ảnh từ Cần Thơ đi về Cao Lãnh thì ảnh chở em bằng xe máy và em ôm tấm hình cưới rất là lớn, còn phân nửa đoạn đường đi tới nhà thì ảnh bị giục tay lái và xe hai đứa té. Dạ. Còn sao không? Thì khi đó là tại vì có một chú đang say băng ngang qua đường, hai đứa cũng hên là té một cái chùi, cái chuột cái tay ngước lên là thấy té cổng trạm xá luôn. Mà có bị gì không? Dạ, cái lưỡi luôn cái mày. Vẫn còn cái thẹo. Thẹo tùm lum đó. Nhưng mà may cái là bà xã em thì nằm lên người em thì nằm lên tấm hình, cho nên là chỉ có những cái nào mà lọt